Ngày hôm nay ngày 1 tháng 5 là thời điểm bước vào kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Tuy nhiên do rơi vào kỳ nghỉ lễ, dự kiến giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh lùi lại sau kỳ nghỉ lễ. Và cũng theo tính toán của các chuyên gia, với tình hình hiện tại thì giá xăng có thể tăng từ 600 đến 1.000 đồng sau kỳ nghỉ lễ này. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy tính đến ngày 28 tháng 4, trên thị trường Singapore giá xăng RON 92 là 127,56 đô la Mỹ một thùng. RON 95 là 131,78 đô la Mỹ một thùng. Trong khi giá cơ sở của kỳ điều hành ngày 21 tháng 4 là 124,487 đô la Mỹ một thùng xăng RON 92 và 127,5 đô la Mỹ một thùng xăng RON 95. Chia sẻ của một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu với diễn biến của giá xăng dầu thế giới trong những ngày gần đây thì khả năng giá bán lẻ xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tới có khả năng sẽ tiếp tục tăng. Mức tăng thì sẽ phụ thuộc vào việc biến động giá những ngày tới và cơ quan điều hành sử dụng quỹ bình ổn giá. Tuy nhiên, dự báo mức tăng giá bán lẻ xăng vào khoảng từ 600 đến 1.000 đồng mỗi lít. Trong kỳ điều chỉnh gần nhất, ngày 21 tháng 4, giá xăng E5 RON 92 đã tăng 660 đồng mỗi lít. Xăng RON 95 tăng 680 đồng mỗi lít. Còn mỗi lít dầu diesel tăng 970 đồng mỗi lít. Dầu hỏa tăng 800 đồng mỗi lít. Và dầu mazut đã tăng 880 đồng 1 kg.